Xin chào các bạn, sau đây thì tôi sẽ trình bày với các bạn về cái đề thi của huyện Đức Trọng năm 2022. Và đầu tiên là người ta yêu cầu chúng ta là vẽ một cái ô như thế này. Đấy, bán kính của cái cung tròn nhỏ là 30, độ dài là thế này, thế kia. Và thế và ở đây thì phân tích một chút. Và không, sang hạt hình bên đây phân tích, các bạn sẽ thấy rằng là mỗi một cái chỗ này thì nó là một nửa của vòng tròn. Đấy, bốn cái nửa nhỏ, đây thêm một cái nửa nữa là 5. Và đây là một cái vòng tròn to, có bán kính bằng 4 lần bán kính của cái vòng tròn con ở bên trong. Thế vẽ vòng tròn như thế nào thì tôi nghĩ là các bạn cơ bản là có một chút ý tưởng. Thì chúng ta sẽ vẽ một vòng tròn một cách là chúng ta vẽ một cái đa giác có rất là nhiều cạnh. Cụ thể là sẽ là nếu vẽ một vòng tròn đầy đủ thì chúng ta có thể dùng một đa giác là 360 cạnh. Và mỗi lần mà mỗi cái độ dài của mỗi cạnh thì nó sẽ là bằng 2 nhân với pi, số pi nhân với r là bán kính. Rồi chia cho 360 sẽ là một cái cạnh. Và mỗi lần các bạn vẽ một cạnh xong thì các bạn sẽ xoay đi một góc là một độ. Vâng, đấy là ý tưởng để vẽ vòng tròn. Thế ở đây thì chúng ta vẽ nửa vòng tròn. Cho nên là các bạn sẽ chỉ cần vẽ 180 đoạn thôi. Thế và đây thì các bạn vẽ hai cái loại, một loại bé và một loại to. Giờ tôi sẽ chạy thử để các bạn thấy. Ví dụ ở đây tôi sẽ nhập bán kính của vòng tròn nhỏ là 25 đi. Thì đầu tiên là vẽ cái vòng tròn to trước và sau đó thì vẽ bốn cái vòng tròn nhỏ ở bên trong, bốn cái nửa vòng tròn. Nếu mà tôi ẩn nhân vật đi thì có thể các bạn sẽ nhìn nó rõ hơn. Đấy, các bạn sẽ thấy là cái đầu bút nó di chuyển và nó tạo thành cái nửa vòng tròn ở đây. Cái này thì nó là một đoạn thẳng thôi, không có gì cả. Đây lại là nửa vòng tròn nữa. Và đấy là bài thứ nhất, vẽ hình cái ô. Thế còn tất nhiên là chúng ta sẽ có biến biết các thứ nữa để cho nó linh hoạt. Ví dụ như lúc nào các bạn muốn vẽ hình to thì các bạn cho cái biến nó giá trị nó to hơn 40 chẳng hạn, 40. Đây thì 40 to quá 39 và đề bài như không cho nhập 40. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là nó rất là to. Còn muốn nó nhỏ thì nhập 21 chẳng hạn, nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Ok, đấy là bài thứ nhất. Bây giờ sang bài thứ hai. Đấy là hãy dùng phần mềm Scratch để tạo ra một danh sách các số được nhập từ bàn phím. Đấy, nhập chiều dài của danh sách, hiển thị các số vừa nhập từ bàn phím trong danh sách vừa tạo, tính tổng các số vừa nhập. Tôi nghĩ là bài này thì cơ bản rồi, không có gì phải lăn tăn cả. Cái phần mở rộng thì người ta yêu cầu tính thêm một thông tin nữa, đấy là tìm số lớn nhất và hiển thị xem là có bao nhiêu số bằng với cái số lớn nhất này ở trong cái danh sách con ở bên cạnh đây. Ok, thế bây giờ thì chạy thử thôi. Đấy, số. Thế đầu tiên là chạy thử chương trình thì sẽ xóa hết cái dãy số đi, nhập số phần tử, ví dụ nhập 5 phần tử rồi. sáu hai tám chín thì các bạn sẽ thấy là phần tử lớn nhất ở trong đây là số 9 và số các số 9 thì có một số 9 thôi, tổng các số đã nhập thì bằng là 6 cộng 4 bằng 10, 2 cộng 8 bằng 10 nữa là 20, 20 cộng 19 thì bằng 29. Và chạy thử lần nữa 7 đi. Thì các bạn sẽ thấy ở đây số lớn nhất trong cái dãy này là 10 và có hai số 10, đây một số và bên dưới này một số, và tổng của dãy thì là 43. Thế 10 với 10 bằng 20 rồi, 9 với cả 9 đây bằng 18 nữa là 38, 38 mà cộng với cả 5 đây bằng 43, đây là chuẩn rồi. Vâng, tôi nghĩ là bài này thì đa phần là các bạn sẽ làm được. Bây giờ chúng ta sẽ sang bài cuối là trò chơi. Đại khái là đây thì chúng ta có một cái nhân vật gọi là Monkey, khỉ. Khỉ thì sẽ phải di chuyển ở trong cái mê cung này
để làm sao ăn hết được các cái quả này. Sau đó thì đi đến chỗ cửa này thì cửa nó mới mở ra. Còn nếu mà khỉ mà không ăn hết được chỗ quả này mà đi đến cửa là cửa nó không mở. Thứ hai là trong quá trình di chuyển mà chạm vào mê cung này thì khỉ sẽ tự động quay lại vị trí ban đầu. Tôi sẽ chạy thử cho bạn xem nó như thế nào. Thế mê cung thì chúng ta sẽ phải vẽ ra, nó có một cái nhân vật tôi vẽ ra tên là mê cung. Sau đó thì tôi có nhân vật là khỉ, rồi các loại quả thì tôi cho ở đây các bạn nhìn thấy cái hình của nó là hình quả dưa hấu nhưng mà chữ là apple, bởi vì là cái quả này thì nó có nhiều trang phục khác nhau, mỗi trang phục thì nó sẽ ứng với một loại quả. Thế còn tôi đặt nhân vật dragon ở đây, tức là thay cho cái cửa thì có một con quái vật đứng chắn ở đây. Khi mà bắt đầu trò chơi thì tôi sẽ cho nhân vật của mình khỉ đứng ở đây, sau đó thì cố gắng là di chuyển. Đấy. Tốt nhất là đừng có chạm vào cạnh, bởi vì nếu chạm vào cạnh là sẽ quay lại vị trí ban đầu. Đấy, như thế này sẽ chạm cạnh và ấn vào thì nó sẽ quay lại vị trí ban đầu. Đây là phải chơi lại từ đầu, rất là mất thời gian đúng không? Tôi sẽ cố gắng chơi thử xem là có chơi hết được hay không, mà đi quá tí nữa là chết rồi. Thế thì để mà di chuyển cái nhân vật bằng phím mũi tên thì các bạn biết rồi, có sự kiện ấn phím thì các bạn ấn phím. Thế ấn mũi tên sang trái thì các bạn giảm x, sang phải thì tăng x, lên thì ấn mũi tên lên thì tăng y, ấn mũi tên xuống thì giảm y. Có mỗi thế thôi, cái này thì không phải thay đổi hướng của nhân vật cho nên là chỉ cần thay đổi tọa độ là được. À thôi tôi không ăn cái quả chuối này vội mà đi sang bên này. Đấy, khi mà không ăn hết chuối thì con rồng này nó sẽ không biến mất đâu. Đấy, ở đề bài thì người ta dùng mở cửa nhưng mà thôi tôi dùng rồng biến mất đi, quái vật nó biến mất đi. Thế còn nếu mà ở đây mà cố tình mà lao vào nó là cũng sẽ thua và cũng phải quay lại từ đầu. Đấy, các bạn thấy là chưa ăn quả chuối nên là không đi qua được. Giờ tôi sẽ phải quay lại tôi ăn cái quả chuối này. Cố gắng là đừng có thua vì đã chơi mất khá nhiều thời gian ở đây rồi. Thế thì các cái quả chuối này thì là một cái nhân vật nó tĩnh thôi, các loại quả thì là tĩnh thôi, các bạn chỉ cần sinh ra bản sao sau đó đưa bản sao đến đúng cái vị trí thích hợp là được. Đấy, thế còn nhân vật rồng thì sao? Rồng thì các bạn cứ cho bạn ấy đứng một chỗ và thay đổi trang phục là được. Thế và khi nào mà các bạn giảm cái số lượng hoa quả xuống còn không rồi thì các bạn sẽ cho rồng biến mất khi mà đưa cái nhân vật khỉ, cho nhân vật khỉ đây đi xuống gần. Đấy, các bạn thấy là khi mà đi đến gần rồng cái là nhân vật rồng nó biến mất rồi. Vâng, cái ý tưởng là như vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong các cái clip sau.